Thưa quý vị, mới đây, Ban điều hành chương trình Ly Cà Phê Yêu Thương, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo Nguyên Foods and Event và Nhà xuất bản Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Nhà thể dục thể thao đa năng và Thư viện thân thiện cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có 12 lớp với trên 320 học sinh là người dân tộc Ca Dông và Sơ Đăng. Với đặc thù là ngôi trường ở vùng núi cao, toàn bộ học sinh đều học bán trú, điều kiện sinh hoạt vui chơi của các em tương đối hạn chế. Khi thời tiết không thuận lợi, học sinh phải học tập và rèn luyện thể thao ngay tại phòng học và không có không gian đọc sách. Cái điều mà chúng tôi thấy rất là khó khăn trong cái việc mà tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa cho học sinh, rồi tổ chức các cái tiết dạy thể dục, hầu như là mùa mưa nếu mà các cái tiết dạy thể dục mà không có cái mái vòm như thế này thì hầu như là đa số là phải nghỉ để mà cho các em ở trong lớp chứ còn không thể nào học ngoài trời được. Để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhu cầu dạy và học cũng như sinh hoạt vui chơi của thầy, trò các trường ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, Ban điều hành chương trình Ly Cà Phê Yêu Thương, Hội Nhà báo thành phố đã phối hợp Công ty Cổ phần Bảo Nguyên Foods and Event tổ chức chương trình nghệ thuật, qua đó đã vận động được hơn 200 triệu đồng gây quỹ ủng hộ bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi mang toàn bộ cái nguồn kinh phí đó lên tặng cho thầy và trò ở trường Trà Nam này, để góp cùng với nhà trường xây dựng được một cái sân thể dục thể thao và cái thư viện thân thiện. Hôm nay chúng tôi đến đây hết sức là vui mừng khi cái tình cảm của mọi người đã được nhà trường sử dụng rất hiệu quả. Từ số tiền này, Ban điều hành chương trình Ly Cà Phê Yêu Thương, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng công trình nhà thể thao đa năng có diện tích hơn 300 m², kết cấu vững chắc, sân chơi có mái che cùng các hạng mục như sân chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng đá được xây dựng phía trước sân trường, gần khu nội trú của học sinh và giáo viên. Khu thư viện thân thiện được bố trí các hệ thống giá sách, không gian đọc thông thoáng với hơn 300 đầu sách do Nhà xuất bản Đà Nẵng gửi tặng, góp phần phát triển văn hóa đọc, động viên các em cố gắng học tập. Bên cạnh cái thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn thì Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cũng như các chi hội trực thuộc đã có tổ chức những cái hoạt động vì cộng đồng, thì trong đó từ những cái hoạt động như thúc đẩy cái văn hóa rồi hỗ trợ các cái trường hợp khó khăn, đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong đó cái việc hỗ trợ nhất là cho cái đội ngũ giáo viên và học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn để mọi người cùng vươn lên để cùng chung tay góp sức cho một xã hội tốt đẹp. Sau gần 4 năm tổ chức, chương trình Ly Cà Phê Yêu Thương đã nhận được gần 2 tỷ đồng từ những tấm lòng hảo tâm. Từ số tiền này, ban tổ chức đã chia sẻ yêu thương cho gần 340 hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Hội Nhà báo cũng đã tiếp tục cái thực hiện và cũng mong muốn các anh đồng nghiệp, các cơ quan, các hội đoàn thể để tham gia đóng góp và để thông qua Hội Nhà báo để đóng góp thêm cho các cháu để có điều kiện các cháu học hành tốt và phát triển sau này thì trưởng thành để xây dựng lại bản làng phong sắc của mình. Cũng theo lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, bằng tấm lòng thấu hiểu sẽ chia đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tại thành phố Đà Nẵng và các người bạn thông qua chương trình Ly Cà Phê Yêu Thương đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, chung tay góp sức cùng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.